Để xe cho. Bonnie, hướng dẫn viên của chúng ta. Mệt quá là mệt. Và uống hộp nước để tiếp sức. Sau một hồi đi bộ mỏi hết cả chân, đi lên quán gió thì chỉ có một cái vẹo gì. Quán gió đang tạm đóng cửa để nâng cấp anh em nhé. Và nó đã chuyển sang một cái quán gió đổi gió mới ở bên cạnh. Nhưng quán bão. Chúng tôi bên cạnh là quán bão. Chúng tôi quyết định là thôi gió rồi chứ không gặp bão nên chúng tôi quyết định đi xuống. Giờ là khả năng là phải đi lên trên trên thành. Ở đây rất rất nhiều ma xe đi với. Ở đây tại vì các cung đường nó ngoằn ngoèo ấy. Đi đi đi. Đi xuống đi. Đi sang bên phải cho nó đúng đường. Tại vì các cung đường rất là ngoằn ngoèo nên mọi người đi lên đây cũng cẩn thận nhé. Không, cái đường này lâu nó cũng đứt sực mà. Bây giờ nó phải đổ lại cái. Ở đây dịch vụ có cái chỗ đi lên đằng trên kia kìa. Thế chiều thuê thuê xe máy đi lên khu trên đấy. Chờ xe nhá, tận đấy. Rất ghê luôn mấy cái xe. Mà chỗ này không phanh được luôn ấy. Ở đây chỗ tham quan du lịch như là dịch vụ gì cũng có. Bây giờ chỉ cần thuê xe ôm hoặc là chiều chúng mình đã nảy ra ý tưởng là thuê xe máy để đi ra Cầu Mây, những cái địa điểm xa. Chỉ đảo trần lắm rồi. Đảo trần. Hôm qua ai đòi đi dép lê đi nhỉ? Dép lê đấy là chẳng qua là tôi đi vườn thôi. Bên trái đường. Hay đi vào cái quán là cái chợ Tam Đảo để ăn. Quán nào? Vào cái quán chợ Tam Đảo ăn bữa cơm thì không. Tí ngồi tạm đâu nghỉ đã. Quán là chợ Tam Đảo ấy. Ăn gì? Chồng muốn đi ăn gì nhỉ? Vợ muốn đi ăn gì ạ? Vợ là vợ chỉ muốn là ăn đặc sản thôi. Đặc sản gì? Đặc sản ở đây thì chỉ có su su thôi. Măng chúc. Măng chúc á? Măng tây, măng tiện gì ấy. Đi đâu? Buổi trưa hôm nay mà chưa nghĩ ra là ăn gì. Nhưng mà với một lịch trình kiện chuẩn. Với một lịch trình dày đặc như thế thì hôm qua chúng tôi đã đánh một nồi lẩu cá tầm. Chả bá luôn. Mà đến sáng nay vẫn đói. Bây giờ chưa biết ăn gì. Mà nhất định là phải nhét đầy cái bụng này thì buổi chiều mới đi được nữa, không thì thôi. Xác định là kia là cá tầm hay là cá lặn?
đi thẳng đến chỗ này kiếm chỗ nghỉ. Đi xem. Vợ thì vợ nghĩ là cái quán chợ Tam Đảo kia để ăn được không?